Bên lề khóa học lần thứ 17 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Romania chiều ngày 21 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania đã phối hợp tổ chức tọa đàm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Romania với sự tham dự của nhiều đại diện các bộ ngành và doanh nghiệp lớn của hai nước. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng Romania là đối tác truyền thống của Việt Nam tại khu vực Đông Nam châu Âu và là cửa ngõ thâm nhập vào thị trường các nước Liên minh châu Âu EU. Trong khi đó, Việt Nam là thị trường lớn với 100 triệu dân, sẵn sàng làm cửa ngõ để Romania thâm nhập thị trường các nước ASEAN. Việt Nam có nền kinh tế tăng trưởng tích cực, ổn định. GDP năm 2022 đạt mức tăng trưởng 8,02%, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Trong giai đoạn 2019-2022, thương mại song phương giữa Việt Nam và Romania tăng hơn 1,6 lần, từ mức 261 triệu đô la Mỹ lên 425 triệu đô la Mỹ trong đó xuất khẩu của Việt Nam khoảng 1,6 lần từ mức gần 194 triệu đô la Mỹ năm 2019 tăng lên hơn 322 triệu đô la Mỹ năm 2022. Mặc dù đạt những kết quả tích cực nhưng những con số trên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ của hai nước. Do vậy tại buổi tọa đàm, hai bên đã tập trung chia sẻ, thảo luận về những cơ hội hợp tác thúc đẩy thương mại song phương các mặt hàng nông sản và thực phẩm